Nhiều quốc gia trên thế giới, đặc biệt là các nước đang phát triển, đang đẩy nhanh việc đa dạng hóa rổ tiền tệ trong các giao dịch thương mại quốc tế và tránh phụ thuộc quá mức vào đồng đô la Mỹ. Cuối tháng 4 vừa rồi, Argentina đã quyết định sẽ thanh toán hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc bằng đồng nhân dân tệ thay vì đô la Mỹ. Quyết định này là để giảm áp lực đối với dự trữ ngoại hối bằng đô la Mỹ, vốn đang cạn kiệt nhanh chóng của Argentina. Gần 25% hàng hóa nhập khẩu của chúng tôi đến từ Trung Quốc. Điều đó có nghĩa là rất nhiều doanh nghiệp nhỏ và vừa của chúng tôi đang phụ thuộc vào nguồn cung từ thị trường này và việc thanh toán bằng nhân dân tệ mang lại lợi ích cho họ. Quá trình đa dạng hóa tiền tệ trong thanh toán thương mại của Argentina chưa dừng lại ở đây. Nước này đang trong quá trình thảo luận với Brazil, nền kinh tế lớn nhất Mỹ Latin, để thiết lập một đồng tiền chung sử dụng cho thương mại giữa hai nước. Trước đó, ngày 29 tháng 3, Brazil cũng đã ký thỏa thuận sử dụng đồng nhân dân tệ và đồng real của Brazil trong thương mại song phương với Trung Quốc. Hiện đang có xu hướng các nước giảm lượng dự trữ bằng đô la Mỹ và thay thế bằng đồng nội tệ của các đối tác thương mại. Tất nhiên, Mỹ vẫn là nền kinh tế lớn nhất thế giới, nhưng vai trò của đô la Mỹ sẽ giảm đi. Việc kinh tế Mỹ đang trải qua lạm phát kéo dài và phải liên tục tăng lãi suất đang gây áp lực lên các quốc gia chủ yếu sử dụng đô la Mỹ trong thanh toán thương mại. Các chuyên gia cho rằng, bằng cách sử dụng đồng tiền song phương, các nền kinh tế đang phát triển có thể giảm bớt các áp lực về tỷ giá, nguy cơ cạn kiệt dự trữ ngoại hối và những rủi ro đến từ việc phụ thuộc quá nhiều vào đô la Mỹ. Hiện tại, nhiều quốc gia như Nga, Iran, Thái Lan và Bangladesh cũng đang tích cực sử dụng đồng nội tệ trong thương mại song phương với các bạn hàng chủ chốt.